Bây giờ các bạn sẽ chuyển qua chúng ta chuẩn bị cho cái món mắm ruốc xào thịt trong khi chúng ta chờ cá thấm gia vị. Mắm ruốc thì ở đây chúng ta có thịt vai, tức là thịt nạc dăm á. Bây giờ các bạn sẽ sắc nhỏ cái phần thịt này ra. Các bạn sẽ sắc cái thịt nạc vai ra bằng thành cọng, có kích thước là khoảng 0.5 đến 1 cm và dài khoảng 4 cm, bằng cỡ cái miếng thịt ba chỉ mình hay thường hay cắt. Món này thì thường là mình có thể làm bằng thịt ba chỉ hay thịt nạc vai đều được hết. Đây là các bạn cắt cái miếng thịt cỡ này nha, khoảng 4 hoặc 5 cm, bề ngang khoảng bề dày khoảng 0.5, bề ngang khoảng 1 cm. Phần mắm ruốc là chúng ta sử dụng 70 g. Các bạn lấy 70 g mắm ruốc, các bạn hòa với 100 g nước và chúng ta lọc lại. Chúng ta hòa với 50 g nước thôi và chúng ta lọc lại. Cái món thịt mắm ruốc xào thịt này á, cái thịt nạc vai chúng ta xài có mỡ nhiều một chút xíu thì ngon nha các bạn. Cho nên là cứ ưu tiên lấy cái phần mỡ để mình xài đó. Còn cái phần nạc thì những cái món khác mình có sử dụng á, thì mình chuyển qua món khác. Món này thật ra lẽ ra đúng nguyên truyền thống của nó là món xài với thịt ba rọi. Cho nên các bạn đọc ở dưới các bạn thấy tôi có ghi là ba rọi sắc cộng á, tại công thức chuẩn hồi xưa nó là ba rọi. Nhưng mà thứ nhất là bây giờ người ta cũng không thích ăn mỡ nhiều. Cái thứ hai nữa là thịt ba rọi giá nó cao hơn, cái cốt nó cao hơn cái thịt nạc vai, cho nên tôi sử dụng thịt nạc vai. Tôi nhắc lại là món mắm ruốc xào thịt chúng ta sẽ cắt phần thịt nạc vai ra. Còn mắm ruốc thì chúng ta pha chung với lại khoảng 50 g nước và chúng ta lọc lại, quậy đều lên chúng ta lọc lại. Phần thịt ba rọi này chúng ta không ướp một chút xíu nào hết. Các bạn đặt chảo lên bếp, các bạn cho thịt ba rọi đó vào và cho và rang và cứ đảo qua đảo lại cho nó cháy cặn. Cái mỡ nước mà hồi nãy các bạn sử dụng, các bạn có đó, thì nếu mà trường hợp mình rang cái thịt ở trên bếp mà nếu mà nó khô quá thì các bạn có thể rưới một chút xíu cái mỡ nước nó vô nha. Tại vì tùy theo cái thịt của mình mỡ nhiều hay mỡ ít, nếu miếng thịt mà nó ít mỡ quá thì các bạn phải rưới thêm cái mỡ nước vô. Các bạn có thể rưới thêm vô khoảng 1 muỗng canh mỡ nước để cho nó cái phần thịt mình xào cho nó dễ cháy cặn. Phần tớp mỡ các bạn để lại chứ đừng bỏ nha các bạn. Tớp mỡ đó lát nữa mình sẽ cho chung vô cái mắm ruốc xào thịt luôn, nhưng mà mình cho sau. Khi nào mà cái chảo thịt mà các bạn thấy nó xào nó cháy cặn rồi á, các bạn giơ tay lên cho tôi tới tôi coi, tôi kiểm tra nha. Tôi phải thấy cháy cặn rồi thì mới bỏ xả vô. Lúc đó mình mới bỏ xả vô, bỏ hành tỏi vô phi cho nó thơm. Số 7 nè, hiện giờ số 7 là thịt đã cháy cặn như thế này rồi, là cháy cặn nè, các bạn nhìn thấy không? Và trong cái chảo nó có mỡ nha các bạn, nó phải có mỡ nha. Nếu các bạn thấy ít mỡ thì các bạn thêm một chút xíu nữa, chúng ta chừa lại khoảng 1 muỗng canh để cho vào cuối cùng cái này mỡ ra mà. Chừa lại để cho vào cuối cùng. Bây giờ các bạn trút hết sả vô, các bạn phi sả, hành, tỏi. Nhắc lại cái trong đó cho gì rồi cô? Bạn đi lấy chảo á. Cho cái nào? Cho chảo nào? Thịt á. Cái thịt nó có gì rồi? Thịt nó chỉ có thịt với mỡ thôi em. Dạ, chưa có gia vị gì hết. Không có gia vị gì hết. Bạn chạy đi lấy chảo á. À, chỉ có thịt với mỡ à. Thịt mà nãy nó khô thì cứ rưới mỡ vô từ từ. Bây giờ các bạn sẽ cho hành, tỏi và sả vào theo đúng cái định lượng nha. Hành băm là 50 g, tỏi băm là 10 g và sả băm là 100 g. Lượng sả băm rất là nhiều nha. Rồi các bạn cho sả, hành, tỏi vô, các bạn lại tiếp tục đảo cho đến khi nào cái sả nó thơm. Về món mắm ruốc xào thịt thì mắm ruốc xào thịt phần lớn các bạn đều làm đúng yêu cầu. Chỉ có là cái thịt chúng ta sử dụng nó hơi nạc quá cho nên nó cứng thịt thôi. Thì chúng ta sẽ đổi, sau này chúng ta sẽ đổi cái thịt mỡ hơn. Riêng nhóm 4 thì các bạn cân cái lượng đường không có chính xác, các bạn cho đường hơi nhiều. Cho nên cái vị nó ngọt, nó át mất cái mùi thơm. Cái vị của nhóm 7 rất là thơm và vừa. Nhóm 6 thì các bạn cho hơi nhiều dầu điều vào quá. Ít dầu điều lại một chút xíu.
Còn các nhóm thì các vị các bạn đều tương đương. Các bạn lưu ý là cái lượng đường tôi đã cho món mắm ruốc xào thịt thì nó đã vừa rồi. Nó không có quá ngọt đâu, cho nên đừng tăng thêm nữa, tăng thêm một chút là nó ngọt liền rồi.